Chị Hoa ơi, uống vitamin C vào thời điểm nào là tốt nhất? Đây là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều các chị em quan tâm thời gian vừa qua. Và đây là một cái câu trả lời chính xác nhất. Thì chúng ta sẽ uống vitamin C vào buổi sáng hoặc buổi chiều các chị em nhé. Chúng ta hạn chế buổi tối hoặc là thậm chí là chúng ta không nên sử dụng buổi tối luôn. Đấy. Và vào buổi sáng thì khi chúng ta sử dụng vitamin C thì có những cái tác dụng gì? Thì khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ giúp, đó chính là giúp tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và giúp da dẻ của chị em phụ nữ của chúng ta càng ngày càng đẹp hơn. Đấy. Và như các chị em hoàn toàn có thể nhìn Hoa thì các chị em thấy được rằng là bản thân Hoa thì rất là năng lượng, đó cũng chính là nhờ cái em vitamin C này nhá các chị em nhé. Đấy. À, các chị em mà có cái câu hỏi băn khoăn thắc mắc gì thì các chị em hoàn toàn cứ gửi về Zalo cho Hoa, đó chính là 0909 537 868 thì Hoa sẽ chia sẻ, hỗ trợ và giải đáp cho các chị em nhé. Đấy, xin mời tất cả các chị em cùng uống vitamin C với Hoa. Rất là ngon luôn các chị em ạ.